Dưới đây là một số mẹo nhỏ dành cho chiếc xe mới của bạn. Đầu tiên, hãy chọn vị trí ngồi thoải mái. Sử dụng các nút điều khiển ở phía trước và bên cạnh của ghế để điều chỉnh vị trí ngồi phù hợp nhất cho chiều cao và chân của bạn. Đảm bảo lưng thẳng đứng và tựa đầu ở cung độ cao với đầu của bạn. Để điều chỉnh vô lăng, nhả cân gạt ở bên trái của cột lái để di chuyển vào đúng vị trí. Đảm bảo rằng Vô lăng được khóa cố định trở lại sau khi bạn đã điều chỉnh đúng vị trí phù hợp. Hãy đến với hướng dẫn kết nối điện thoại của bạn. Đối với thiết bị Apple hoặc Android, chỉ cần bật Bluetooth và nhấn vào biểu tượng điện thoại trên màn hình sinh 4 của bạn. Hướng dẫn kết nối sẽ hiển thị trên màn hình và bạn sẽ mất vài giây để hoàn thành việc kết nối. Một mã PIN sẽ xuất hiện trên cả điện thoại và màn hình sinh 4 để bạn xác nhận. Sau khi kết nối, bạn sẽ nhận được thông báo xác nhận tải xuống danh bạ điện thoại. Hãy ấn cho phép để có thể thực hiện một số tính năng đàm thoại rảnh tay. Bạn đã hoàn thành kết nối với điện thoại. Lưu ý rằng cụm đồng hồ kỹ thuật số của bạn có thể được tùy chỉnh với tối đa 7 chế độ xem màn hình khác nhau. Nhấp vào menu trên vô lăng của bạn. Di chuyển lên xuống và chọn My View trên bảng điều khiển. Tiếp theo, đặt cấu hình chế độ My View Chọn các màn hình khác nhau để có thể truy cập nhanh màn hình thông tin, thông số xe. Khi bạn đã chọn, từ màn hình chính, chỉ cần gạt nút OK lên xuống để thay đổi chế độ xem. Điều khiển bằng giọng nói trong Sinh 4 có thể giúp bạn điều khiển một số tính năng nhất định trong xe của mình. Nhấn nút điều khiển bằng giọng nói trên vô lăng của bạn hoặc bật tính năng kích hoạt điều khiển giọng nói bằng khẩu lệnh. Sau khi được kích hoạt, chỉ cần sử dụng từ khóa khẩu lệnh như OK for để bắt đầu điều khiển bằng giọng nói. hầu hết các chức năng của hệ thống điều hòa khí hậu có thể được truy cập thông qua các nút bấm cơ bên dưới màn hình điều khiển vùng và hướng gió được truy cập thông qua phần dưới cùng của màn hình sinh bốn có rất nhiều tính năng được tích hợp trong hệ thống đèn pha chẳng hạn như tính năng tự động điều chỉnh góc chiếu và cường độ ánh sáng tùy phiên bản hãy đảm bảo hệ thống đèn được đặt ở chế độ tự động để tận dụng hết các tính năng bây giờ bạn đã thiết lập và sẵn sàng đã đến lúc trải nghiệm và khám phá